chỗ phân phát nước cho người dân rồi. Quay được không? Quay đi, lát gửi video cho anh. Bên đoàn của mình không có xe lớn, khó khăn nên đi được hai xe nhỏ. Bơm qua bình nó không có đổi, ta bơm khu ta bơm qua bên mình. Bơm mình hồi tối đã mua tưởng giữ ai về mua có máy, mua được máy đó, ít đâu. Một máy đó. Ủa. Miếng à nó ào qua một cái à. Con này thì ngay bán sói là một máy. Chỉ là mới mua được ít thôi. À. Mua mà đều nước đó đâu có xài được, xài chứ đâu có uống được. Mẹ có bình không à? Ở dưới còn mẹ nó có nước bình luôn nữa. Ủa nước ở đây là không có còn nước trong máy đâu hả? Nước mưa thì còn, như nước này còn nước xài thì có, nước xài không có, giờ nó chảy tổ xài trong ngày được. Còn chỉ thiếu nó uống. Nó uống ở mấy nhà đông nữa, chứ như nó ít ta cũng còn nước mưa. Mấy cô mấy chú đồ uống đỡ đi, bữa thứ hai con chạy xuống nữa.
Ba bình về mày xúc đi, mai tao có xuống nữa tao cho nữa. Cái này là tại cái dây nó dài nó chảy lâu quá chứ dây mà nó cục quá là ta chảy nhanh lắm. Ủa dùng sâu trong kia còn trời ơi chỗ nào cũng thiếu, ngày nào cũng có mà ta cho hết á, ngày nào cũng xe từ thiện ta cho hay tiếp. Sáng xe vô dữ lắm đâu luôn à, nhiều lắm. Mà ấp nào cũng có, nhất là phải dùng sâu. Mình vô đây sâu nữa, vô đây sâu còn thiếu nữa thôi luôn. Trên nữa, trên nữa không có nước luôn, không có nước mà không có xe vô sâu á, người ta không có vô luôn. Có vẫn lộ vậy nè. Không ý là xe xe cho mấy từ thiện nước chắc chạy tới ngoài này chứ vô tới ngoài này hay gì? Ít vô đây. Ít vô đây à? Ở ngoài không? Ta lộ cũng chạy xe xe hàng ta cũng chạy được chứ bộ. Đi. Ở ngoài còn nước chứ vô sâu là không có nước ha. Ông bà vậy đó. Ý là bà. Ở bên này là cho nước ai nào có đây. Có đây mình ít à. Đây lại ấp ấp sơn miếng. Yeah.
Nước này nãy lấy bên chỗ công ty cấp nước bình đó. Nước này nước sạch đó. Thank you.
Mày nói mày đánh thì tôi quay ăn quạt quạt không? Mày chó những tao quạt quạt những tao cái. Mày dẹp hai cái bê mày à? Mắc cười quá không chết luôn kia. Mệt mày giữ nó không có không đâu. Nước này là nước sạch nha, không phải nước tắm nha. Mày đừng tối giờ tối nay mày. Nước này là nước bên công ty nhà máy cấp nước bình uống á. Chứ không phải là nước máy để về tắm. Xe chạy cái chỗ được không? Lấy người em cái chỗ được lấy xe đi, lát chạy cái chỗ luôn. Ê, lát chở vô nhẽo cái chỗ rồi. Còn đây lấy đủ thôi để chạy vô sâu chút xíu cho mình. Đi đây đây cái đường này vô trống còn sâu không? Kêu cho vài máy đừng ba nó đổ rồi. Máy nhà nó là ba nó ngủ nó hết hối rồi đủ bữa chết tử luôn rồi đâu có. Mình xin cái người nào? Coi nhà này cái nhà đó. Mình như chết mình đổ mình uống nó cho đổ chết rồi vậy hả? Chết chưa? Nó sắp chết rồi mà. Rồi ông chết có tử này nước đây bà con xin đủ uống không có ai đồng dư nhiều đâu cho. Rồi lấy chưa trẻ đi xe ra chạy lại chỗ này nè, để đi nước nó đầy luôn. Dạ chở cho cái thằng đó lên đi. Nó chở, nó ơi con nó tội nghiệp đó. Nghiệp nó cứ dàn bước tới à. Đây nè, hai ba cái nhà tới chỗ này nè. Ủa nước nước ở đây cây nước nó tỏn tỏn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này bình là đứa hưởng. Hưởng như nhà về nhà 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 được 5-10 bình đó, phải ngày đó. Cái mượn chưa ta mình không. Cái gom lại theo đó trên tay mới đi mẹ. Mới đi tháng mình ập chụp lắm. Ủa đường này đi vô đây còn còn xa không đi mấy chị? Vì là trong này mấy mấy vô sâu người ta mới không có nước nhiều đúng không? Độ trước nhiều không? Ở đây bán bình trắng gì là 12 ngàn hả? Bình này là 12 ngàn là bình bầu mình nha. Bầu của mình đem đổi nữa là mình thấy nó là bình bán thì không á. Còn cái kia cái bình luôn là phải thế chừng 40. 12 ngàn là nước xài hay là nước ấy? Lọc nước mình đang uống á. 12 ngàn là nước đông không cho bình đổi bình. Được bình rồi. Mở mở nắp ra đi bác. Mở nắp đi. Bình này mà. Ở bên kia đưa đưa qua đây. Đây đây đây. Nước sinh hoạt ở đây của mình là vẫn còn mà nó ít nó không cúp nó cúp nước hoài đúng không? Cúp sinh hoạt. Nước cũng đó không cúp chút có vậy đó. Nó yếu, nước hơi yếu cũng có chảy nước yếu. Mình chảy hơi yếu. Lát có lắm cúp vậy đó. Chứ không phải mà cúp luôn. Về đẳng rồi sao mà dặn? Chứ nó không có trực tiếp. Có nước từ từ cây giờ là không có nước tứ hay nữa không? Dạ, đứng lên
nó chảy ra. Đã lấy gì cho trời ơi chị dài xong rồi nè còn sao nữa hai thằng đứng lộn chị làm ngược đầu hả hay quá chó nó chừng nữa về nuôi nó bầu nó chưa được đàng quá tóc mày đó đây được cỡ nhở nước này nó lấy ra lại là tan ngay vậy là mỏng
Đi cho nó chọc cột lên kia á. Nó chảy nhựa ra nóng ghê. Chảy nhựa mà đi vô không được cũng hay vậy. Chảy nhựa luôn. Nó nóng chảy nhựa. Nói vậy là hù vô đây hết. Dạ công an mà chưa bắt gã. Dạ công an cái lần trước vậy mà nó chưa bắt gã. Nước đựng bằng bao luôn á. Đựng hết thùng rồi đựng bao lấy bao chứa luôn đó hả? Cho là vậy nha. Ta cho mình bao với bọc. Bao với bọc. Tay là mấy nó bể cái rồi. Lần lấy luôn hả? Mà trả cho kỹ không kỹ. Hai người kia muốn chết luôn. Không có cái bao chồng vô rồi không sao. Xe lo xe đùa. Xe đùa. Có chồng con nhỏ thì biết đó. Tôi là cái năm mà nước không có là tôi dám thức đêm mà tôi hứng mà chín mấy nước tôi kêu cho chẳng còn cái nước không có mình hỏi xin ai sáng đêm đi mình dài cái gì mình có là mình thức sáng đêm mà mình có hứng còn người ta muốn thức sáng đêm không có nữa mình thức sáng đêm mình dài mình hai giờ nữa còn dài nữa mình chết là sao còn cái nước này có đây đấy, ta uống không có nước này nước lọc đó, nó nặng
Có mới có 50 đất nó mềm ha. Hơn 10-50. Ba cỏ trái đâu có nước tưới. Yeah. Mưa nó mưa vậy chứ nó có nước đỡ. Để nó uống hả mấy chị ơi. Để sao chị lấy nước uống nè. Ủa sao sớm ở dưới kia cho lại lấy quá trời luôn mà. Hả? Không hay hả? Không. Mới nghe con nhỏ kia nó điện lên đây nè, có nè mới chạy theo lên đây nữa, có không? Nó biết là chạy đây rồi, đi đem cái bầu theo rồi. Không biết. Nhà máy cấp nước nó cho mượn cái bình. Thế hả? Tao cho mượn định cái này rồi tao mượn cái bình để mấy cái chỗ trống trống.
để về lấy đi. Nước uống. Nước uống. Đâu phải nước sinh hoạt đâu. Từ ở dưới Đồng Tháp chở không, ở đây là ở Đồng Tháp chở xuống đó. Nước này Đồng Tháp chở xuống ông cụ ở đâu cái nào cũng đây nè. Vậy là cái ca này cô âm dưới ca đó luôn á không? Nào nó không có lấy ra. Không có. 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 Không có.
chạy ra tới Tân Hòa luôn hả cô? Chạy ra thẳng thôi. Mày nói tiền ở nhà đâu? Bà đi vô hết cái nhà luôn không có. Trời ơi, mệt. Năm đâu mà ở đây gần không chịu ra nãy. Rồi, khắc dùm vô can rồi. Bốn hai can rồi. Trời ơi, nãy ông ngoại chạy cơ tơi tơi chết. Chạy thì đó. Xem tí nữa đây rồi. Xem chút nữa đi thấy không? Đợi về dưới chạy lên không kịp nó mất công rồi. Gọt anh Đâm rồi nên chưa có hẹn xuống dưới kia. Anh nói thì có hẹn rồi thì thôi. Nặng lắm không? Nhất luôn không?
Mở, mở, mở. Để nó đi đắp lại rinh cho con rinh không có nổi lên, không nổi đâu, để nó lại rinh cho. Đây, tụi cho. Nó cũng ngưỡng mạnh mẽ. Sao đi? Có hai tay chân nhất cái. Dẫn dẫn cái canh cho lớn lên. Cái canh ngã canh đứng. Rồi vậy đó. Cái đồ theo gỡ là được rồi. Hồi tối này mình nghe nó mưa vậy á, mà ai vào mua rong rong. Để tại mở thêm bên kia đi. Cái bàn bên kia còn mở mà. Đưa đưa cắm dây qua đây. Nước nó còn xuống không ạ? Ờ năm mai đó có tiền cho mẹ rồi á. Cái này có năm. Tại hồi nãy đó là mà chúng em biết sao không, mấy cái nãy em ghé đầu ngoài kia là ta lấy cho người ta ngỏ ngỏ, người ta không có biết sao ta thấy mày chạy hoài ta chạy theo, chứ em ghé ở ngoài khúc kia mà người ta lấy đó mình vô đổi đó, gần ở chỗ kia cô bác ở chỗ hay, chỗ hay lại tự người ta chơi hay nhau lại lấy hả, chứ mình chạy hoài ta đâu có biết được đâu mà ta lấy ta biết nó còn nhỏ nào. Hôm nay chạy đi nhỏ nè. Tối nay là hai tay nè. Rồi xuống. Rồi ai còn can nữa đem can lại nha. Ở đây là cái gì vậy? Tổng. Vô cái ngã ba này nè, ngã ba này chưa ngắt nước lâu lên cái tầng rồi. Bữa nãy ngã ba chỗ đâu? Đây nè. Ba đó ngoài đầu đường nó quẹo đây nè. Bữa nãy anh em hỏi cặp cái nhà đó nó
cho lắp ta lấy nước ta chứa nhiều lắm rồi. Được cái, ta có chứa có nước ta xài là được rồi mọi người. Đó ta có. Còn chỗ nào có là được rồi. Rồi hết luôn rồi, về luôn chứ. Ừ. Làm luôn đi, làm tiếp đi. Cả hai bình luôn. Cắn hai máy đi. Cắn hai máy ba ấy luôn làm cho mau. Có hai máy rồi ba bao ra. Ừ, cắn hai ba. Đi làm tiếp chút cho rồi luôn đi. Can nè em, can nè, can dưới nè em. Can nè. Thôi, uống được mà chú ơi. Nước uống sao nó chạy nước
Nó hết thôi. Là nó không chảy nước là nó hết á. Bên bên tay thì giờ đẩy qua bên kia nó đụng dắt rồi nó đâu đi đâu được nữa đâu. Cái ống nó bị móp 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 rồi. Đầu danh. Bình nó để lên cũng nhẹ mà. Vì ba nó qua năm mới có hàng tháng thì vì ba đầu tư mà rồng một dùng như đặt cái thùng như đây nè, mình xuống mình bơm vô mà. Rồi con lại lấy qua, rồi mình... Ừ. Con ta lại lấy cái dài dài vô mà. Đang ở chặn cấp nước vậy thôi. Tới đúng chỗ cần thì là hết nước. Để cho trên kia lấy thứ tùm lum tùm la quá trời. Thôi thứ hai đi. Gọi là đeo qua quá. Yeah.
đây con còn khóc nè. Xếp lại đi. Con xếp A luôn đi, xếp lại đi. Được rồi, cái này còn có chiếc nữa hả, thôi đi. Cho thiếu nước mất tất quá chứ sao chở nhiều nữa ha. Chứ sao đi ba xe không nhận đó nhân á. Nhân nó rảnh á thì cho nó đi ba xe, đi xe. Bữa nay nó mất lạnh đám cuối. Thôi đi này giờ hai canh nước uống được rồi. Uống trong đây đó nè, anh Quang đây ba canh nè. Thôi đi. Đây còn đây canh nữa nè. Thôi đi. Được rồi lấy hai canh thôi. Còn cái này đi ngoài bơm nước kia. Ba đi được rồi. Dạ béo xách cái này cho béo. Mày lấy ra canh không nè Quang. Bỏ canh rồi mày lấy canh không nào rồi đi xuống đem đưa lấy canh lại chứ đâu. Thôi được anh.